Bác nào cần dao? Cứ alo cho tao. 0947640046. Không biết trả. Không. Mình cứ ra Google xem giá lợn hơi bao nhiêu. Giá lợn. Lợn hôm nay. Rồi. Giá hơi. Giá heo hơi. Tại Hưng Yên, Yên Bái tăng nhẹ 1.000 đồng, đưa giá heo hơi lên khoảng 56 đến 59.000 đồng 1 kg. À, thế thì vậy là mỗi con được có 500.000. Điên ạ. 50, thưa mình cứ tính giá trung bình là 55 đi. Hiện tại là 5.500.000 một con ấy. 5 con này thôi cứ tụi mình 25 triệu. Ừ, thế à? 25 triệu 200. Cho anh 5 triệu. Hai triệu hai trăm. Ok, bán được với cái giá này là bán được mọi người ạ. Theo mình tính thiên văn được 5.200.000. Đấy, thiên văn địa lý ấy, nếu mà không bán là sẽ lỗ, nên là sẽ quyết định bán để đưa tiền cho mẹ mình. Chứ bố mình là thật ra là cứ quyết định nuôi để tốn cán nha. Ở đây nhá, để đi. Bây giờ mình sẽ gọi lái, đi gọi lái buôn. Đấy, vậy à, tình hình bây giờ là 5 con này thì thua như thế nào? 5 con đây đi. Đó. Ui. Làm được 20 cái rồi. Vâng. Có mấy con đây thì chả mình xem tính như là bao nhiêu cân con thì tính luôn là đi nhanh thì theo. Lợn này thì anh biết thì bắt xuất cho mình thì chú biết đấy, có lứa nào mà lứa anh không bắt ở đây đẹp thì anh mua đẹp, xấu thì anh mua xấu. Tính giá 55 à mà không, bây giờ 55 thì bao nhiêu cho anh? Thế thì bây giờ bán tù mù thì không phải cân một con này, bây giờ tính tù mù đi nhỉ, tính bao nhiêu cân một con? Tặng bà không, hai con này phải tặng xấu không được cả bà. Thế tính bao nhiêu? Này chắc là tầm tạ lẻ thôi. Tạ lẻ á? Ừ, chắc là tầm hết cân thì tầm 105 cân gì đấy. 105 đâu phải cân. Thế thì không phải cân, cứ tính tung 105 đất. 105 cân một con. Một con, 5 con. Nhân với cái giá. Giá là bao nhiêu chú? 105. Nhân với giá mấy giá chú rồi này bắt được 54. 105 nhân 5. Bằng 5.670.000. Một con. Một con. Ôi, tổng ra là 28.350.000. Chưa nhân thôi thì nó mới mang. Cứ ok thì tầm 5.600.000 của con thì đấy, đồn rồi con thôi phải cân. 6, 50, nhân 5. Vâng. Ok, luôn. Ok, ra con 1 triệu nhé. Không, ra hàng 1 con 50 thôi. Ôi, chú có mua nốt đàn bên này không? Cả cái con bên kia thì con bé. Con bên kia nữa. Okay, hai con này. Ok. Ui, anh đang nói để con người ta mua nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
không? Được. Nó phải từ từ đến 3 giờ sáng ngày mai thì nó mới tắm được tắm nóng lạnh. Tắm nóng lạnh luôn. Ê! Ôi! Đi rồi. Mong nước nít à. Con này nghe lời phết. Con nhân với lại nếu mà là 105 cân rồi phải nhân lại xem nào, 105 nhân 5 này. Cái gì? Này chưa lấy quỷ không? Cái gì? Này cái gì? Rồi ra chủ đích. Chưa lấy quỷ không? Sao lại quỷ em? Chưa lấy em làm rồi. Này 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 bỏ ra. Chưa lấy em làm rồi. Tiền nào mình làm rồi? Đây. Anh chưa chủ nhá. Không mà. Thế bỏ ra. Tiền rơi từ đây lão tuyệt thật. Im. Đây nhá, 28 triệu. Cho mày lỗ 100 à? Cho mày 200 nghìn. Dạ, anh đã đưa xem. Để tao nhân lại xem còn thiếu tiền không, còn đuổi theo còn kịp. 5 con này, nhân này. Trả lại 100 rồi. 54, 105 cân, 105 nhân với lệ. Ây da, từ từ. Đây nhá, im để tao nhân này. 5 con, 105 cân, 5 nhân 105, 525 cân nhân với giá 54, 28 triệu 350. Ô, sao lúc nãy lại tính ra 28 triệu 250 nhỉ? Nhưng mà anh trả em 100 em làm rồi. Im. Anh tính thử xem. Mình ra hàng cho 250 nghìn là còn 28 triệu. Lỗ mất 100 mà thôi được. Thế là ổn. Bây giờ nhá, mời 200. Tao 200. Nhưng cái 100 này, của em. Công bán lực 200. Tao 200. Còn đây là của mẹ tao tất. Nhưng mà công em đuổi lợn. Đấy. Đây này em trông lợn. Còn công đuổi lợn nữa cơ. Công trông lợn 100, công đuổi lợn 100. Nhưng đấy. Mà 100 em làm rơi. Thì em cũng được công mà. Hả? 100 nào mày cứ mày làm dưới. Anh cứ tính nha. Tính cái gì? Trả thôi.